Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay thì Quân có một tin khá là vui đúng không? Vâng ạ. Quân có thể nói cho các bác biết được không? Là nhà em lại có một thành viên mới ạ. Thành viên mới à? Một thành viên mới thì đó là cái gì? Con bò ạ. Con bò à? Thế thì bây giờ Quân thử đưa các bác đi xem con bò B của Quân nhá. Ạ. Quân hôm nay khá là vui mừng các bác ạ. Hôm qua thì con bò mà Quân mà đi nuôi nhờ người ta các bác thì đã đẻ ra được một con bò bé. Con bò này là bò được cái bò cái? Bò cái ạ. Bò cái à? Vâng. Ồ, thế là bò cái là sau này nó lớn lên thì nó lại đẻ tiếp nhờ. Vâng ạ. Thế là con này thì bao giờ mình mới mang đi giả? Con này bây giờ mình phải nuôi nữa, nuôi lúc nào lại có một con mình mới đi giả được ạ. Nuôi có thêm một con mới mang đi giả. Vâng ạ. Thế là cái con bò B này là con của Quân rồi đúng không? Vâng ạ. Của Quân với lại ông bà đúng không? Vâng ạ. Con này là mình không phải chia đúng không? Vâng ạ. Đấy, thì đây thì cũng là gọi là một cái khởi đầu mới của em Quân của bác, gọi là sẽ giúp cho em Quân có thêm một cái con vật để mà em ấy thêm gọi là phát triển cái phần kinh tế cho gia đình của bác. Hiện tại là cái phần chó chuồng này thì Quân là mượn của nhà chú kia đúng không? Vâng ạ. Cái nhà chú kia thì đã đi làm về chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa à? Vâng ạ. Vậy thì rất là vui mừng của bác ạ. Khi xuống thì nghe cái tin mà em Quân nói là con bò đã có thêm một gọi là thêm một con bò nữa rồi. Đấy, bò kia thì chắc là Quân bảo là nuôi tầm độ bao nhiêu lâu thì nó lại có thêm một con bò mới, Quân có biết không? Đây là phải cho con nó lớn lắm. Có lúc nào con nó không uống sữa mới được ạ? Uống sữa mới được à? À thì nó lại đi phối giống được đúng không? Được. Đấy. Thế thì bây giờ hai anh em mình chuẩn bị đi đâu nhỉ? Đi lấy cá. Lấy cá. Ở đây là cái gì Quân? Đây là chuối khô ạ. Chuối khô à? Cái này để làm bánh hay để làm gì? Đấy để làm bánh. Đấy để làm bánh à? À này là bà đẻ ra hay là em đẻ? Đây là bà thôi. Bà. Thế cái thùng nước này thì để làm gì? Thùng nước này? Lấy đun lấy làm nước uống cho bò. Nước uống cho bò à? Thế là ông là ở nhà là gọi là nguyên cho bò chăm sóc bò thôi à? Ừ. Hàm nga chỉ chữ ở à cùng? Chỉ chữ. Tám chữ trong văn. Tám chữ trong văn á? Ừ. Là để vào buổi chiều của bác, buổi chiều hôm qua. Đấy, bà thì là chuẩn bị đi đón bé Hiếu rồi à? Đấy, bà thì đi đón bé Hiếu từ rất là sớm của bác ạ. Bây giờ trời mới độ tầm là 3 giờ chiều thôi. Đấy, cháu Lực xuống thì thấy là em Quân nói một cái tin khá là vui. Và đồng thời thì em mới bảo là đi xuống bên kia là để kiếm cá của bác. Kiếm cá về. Cá này thì nếu mà được nhiều thì Quân có đem đi bán không hay là chỉ để ăn thôi? Ừ, nếu mà cá trạch mới đi bán à? Chỗ đây là Quân hay lấy nước đấy đúng không? À thế là cứ là hở nước ra là mình hộ người ta là đấu vào đúng không? Vâng ạ. Quân thì cũng lạnh à? Không ạ. Thời tiết hôm nay thì khá là nắng ấm áp cô bác ạ. Để mà nắng nóng thì nó cũng không có nắng, tại vì cháu Lực vẫn còn phải mặc áo khoác. Quân thì có bị mấy hôm nay là đang có dịch sốt rét thì Quân có bị sốt rét không? Không ạ. Không à? Vâng. Cháu Lực thì bị dịch cúm không bác? Thành ra là hôm qua thì hôm nay là vừa mới khỏi thêm một chút thôi. Thế là mình đi tận đâu để lấy cá Quân? Men theo dòng suối. Men theo dòng suối đang đi xuống dưới à? Thế là hôm nay Quân đã đi lấy cỏ cho bò hết chưa? Em lấy xong rồi ạ. Lấy xong hết rồi à? Thế là chiều là xem là không còn làm việc gì nữa thì mới ra đây à? Thế là những khe suối này là có à? Hôm nay có không? Có. Có á? Đi theo em Quân để đi bắt cá của bác ạ. Được không? Ừ, không được ạ. Không được đâu à? Ôi, có con gì kìa? Con này con gì đấy? Em không biết tên ạ. Không biết tên à? Ừ.
Chắc là phải đến tầm cái hang hang thế này mới có đấy nhở. Tầm thế này nhở. Chỗ này là hay có cua có nhiều à? Em đã từng bắt ở đây để đem đi bán chưa? Được. Rồi à? Chỗ kia thì khá là sâu đấy, là cái em vừa rồi phải mặc cái con đùi. Vâng. Có con đùi theo không? Không ạ, lúc em không mang về đó. À, thế là tí về nhà thay cũng được rồi nhỉ? Vâng. Chỗ này còn không? Chỗ này chắc không có ạ. Không có à? Ở đây là có thêm một khe nữa này. Ôi anh nghĩ là chỗ này sâu quá, như là chắc không có đâu. Có không? Có gì chưa? Không ạ. Chưa. Đó. Ôi, rắn 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 này, qua đây rắn rắn này, rắn này. Tôi đi đây rồi, đây, tôi ra đây rồi. Anh rắn rồi, rắn bé rồi. Ừ. Chắc là đi quên nắng, chắc là nó vào hang rồi. Rắn đi vào hang rồi. Chắc là mấy chỗ này là không có đâu. Đấy, bắt được một con cá trạch rồi các bác ạ, đây. À đây là cá trạch đúng không? Vâng ạ. Có cái thành quả gì không? Không ạ. Ui, thế rồi. Có quả gì kia? Chưa. Chưa. Chưa có quả gì à? Mày ừ. Anh em tiếp tục đi xuống dưới kia của bác ạ. Được không? Chắc chưa có được. Lấy cái rổ đi, lấy cái rổ đi. Chạy cả. Lâu chưa? Phát hiện ra là chỗ mới à? Anh lấy xô nhá. Tại hôm nay thì hai anh em sẽ đi bắt cá. Quần thì bảo nếu mà bắt được nhiều thì sẽ mang để đem đi bán. Còn nếu mà bắt được ít thì là sẽ để nấu cơm là tối nay là ăn luôn. Quân kể với cháu Đức rằng là cái chỗ này là cái chỗ mà Quân là hay ra bắt trạch. Hất nước ra à? Vâng. Ừ.
Thế hôm qua lúc mà bò đẻ thì ai phát hiện ra đầu tiên nhất? Đấy là ông ạ. Là ông à? Thế là lúc đấy là em đang đi đâu? Em cũng ở thôi ạ. Em vừa đi cắt cỏ về sau mới đẻ ạ. Thế là bây giờ con bò này là con bò của nhà mình đấy nhờ. Nhưng bây giờ nhưng mà mình phải nuôi giả lại cho người ta thêm một con nữa đúng không? Chỗ này có nước khá là nhiều đấy nhờ chỗ này. Chỗ này chắc là có nhiều ấy, tại vì là nó có nước này, nguồn nước này là nguồn nước nguồn ấy, thành ra là rất là ấm. Có được không? Không ạ. Ôi, có cái vỏ cua đây này. Phải không? Lúc kia có phải vỏ cua không? Không phải đâu. Đào, đang đào cua à? Chỗ này sâu quá nhỉ, chỗ này. Đấy, đi đi, anh xách cái xô cho. Đi đi, xách xô cho. Thế nếu mà mang đi bắt được cá trạch này mang đi bán thì người ta giả theo cân đây là như nào? Là một phép là chính là phép ạ. Chính là phép à? Đúng. Con cua à? Một phép là người ta bán như nào? Một phép là 50.000. Phép là 50.000. Vâng ạ. Là phép trà xanh là 50.000. Nếu mà phép to thì được nhiều hơn. Chỗ này chắc là không còn này. Anh em mình di chuyển đến chỗ khác. Thế bây giờ là mình cứ đi men theo cái khe suối này à? Dạ. Ôi, vừa mới thêm một con rồi nhỉ? Dạ. Nhưng mà con bé quá. Chỉ nếu mà được con bé nhiều quá thì mình thả đi. Dạ. Được con to thì mình mới lấy. Thì sau này mình còn làm giống để cho ngày mai kia mình lại nên lấy tiếp. Cái chỗ khe đấy là hay có à? Vâng. Không. Được một con bé tí. Ôi nhưng con bé rồi. Con này thả đi, bé quá. Thả đi. Ấm à? Được. Cái bản à? Được bé tí. Thôi con này thả đi. Được bé tí con này.
anh vừa nhìn thấy có một con cua nữa, nhưng mà ôi hồi sâu thế nhỉ. Chỗ này thì có khá là nhiều ống nước nhỉ. Quân thì là một cậu bé mà phải nói là ở đây thì em ấy đi rất là nhanh cô bác. Cái gì á? Cái gì á? Cua à, đâu rồi? Đấy, rất là nhanh cô bác ạ. Đây được hai con to to rồi. Đấy, ở đây thì là cái cuộc sống. Cái gì đây? Cua ạ. Cua à? Được cua à? Cua này này. Lại được thêm một con rồi. Vậy những cái công việc như này thì đối với em thì rất là quen rồi, thành ra là em nhìn cua nhìn cá cho nên là rất là tinh. Em kể rằng là có những lần là đi bắt cua đấy, lại bắt ra con trạch này để mang đi bán đấy. Wow, chỗ này thì có vẻ như nó rộng rãi hơn một chút rồi. Quân có vẻ như là mắt tinh đấy nhờ. Cái dâu này như là dâu này cũng để ăn được đấy nhờ. À, dâu này ăn ngon. Gì tí lúc mà mình lên ấy thì mình lại hái dâu. À. Dâu này đem ra chợ người ta cũng mua đấy chứ. À, đây là dâu cần, nhưng mà đây là dâu cần bé đấy ạ. Dâu cần bé à? Dâu cần to thì họ để bán được không chịu. Đi đâu về? Đi học về. Đi học về à? Thế đi học về chào chú chưa? Cháu chào chú. Còn cái này là cái gì đây? Sữa. Lấy cho ai? Lấy cho em bé. Lấy cho em bé á? Vâng. Bố mẹ có em bé à? Vâng. Đấy, các bạn nhỏ đi học với cô bác này. Đi theo những cái lối đường mòn thôi. Nào, khoanh tay chào các ông bà một câu nào. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Con tên là gì? Con tên là Lý Thị Phong. Lý Thị Phong à? Học lớp 6A. Học lớp 6A. À, cái gia đình mình có bao nhiêu người? Có 8 người ạ. 8 người? Vâng. Bố mẹ đẻ 8 người. Hả? Tính cả bố mẹ là có 8 người ạ. Tính cả bố mẹ là 8 người. Thế là có 6 anh chị hay là có em? Có 6 anh chị. 6 chị à? Vâng. Thế là mình là út à hay là mình chưa phải là út? Mình là út ạ. Út à? Thế là đây mua sữa cho ai mà là út? Cho em đúng không? Vâng. Thế là có thêm một người đó đúng không? Vâng. À, thế thôi, đi về đi. Đấy. Đi học về là còn cầm cả theo sữa để cho em nữa. Chắc là ở bên kia là có một cái ngôi nhà cô bác ạ. Gì đấy Quân ơi? Cua à? Ui, cái này đi khó đấy. Ui ui. Ui. Cái gì đây? Cái tay em đau lắm. Cái tay á? Ui. Đâu? Đâu? Ui ui. Đâu vậy? Thế này hình như là chỉ có cua là nhiều thôi nhờ. À. Chỗ này liệu cá không? Cua, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, con thịt con có chèn lắm. Chín chưa? Cá chạy thì chắc ở đây thôi. Nhiều quá. Này, cua thì được 6-7 con được cô bác. Đấy, ở đây có chuối rừng như này. Ở đây thì vào trong khu mà... Cái gì đây? Cá. Phát không, nó phát không. Hai con á?
được chưa, được chưa? Được. Ui, thả nó sâu xuống, thả thái cái sâu xuống, nó dồn nó vào thôi. Nó vào đây. Ui, ui, nó bay ra rồi. Được một con thôi. À, được, cua, cả cua, cả cua, cả cua. Cả cua, được hai con, cả cua. Đấy. Ôi, cái cá này là cá trạch thôi nhờ. Vâng, cá trạch nó bay một con thì bây giờ lúc đấy. Ôi, kìa, kìa, thật thật nhá. Chưa lắm, cá này. Ôi, không còn nữa rồi. Đi đâu rồi? Nó đi xuống bùn rồi. Cái này là chuối rừng ấy nhỉ, Quân nhỉ? Đấy, ở kia này, cho Lực nhìn thấy là quả. Cái này là của nhà ai đấy? Đây là nhà ông Tít này kia. Nhà ông Tít này kia? Đây. Con bé con đi, thả nó đi đi. Ôi, còn cụt ngón nữa chứ. Cụt ngón à? Thế thả nó đi đi. Đấy. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là có cả chuối rừng này các bác này. Ở đây thì chuối rừng nếu mà để mà mang đi ngâm rượu ấy thì nó cũng là một cái vị thuốc ấy để mà chữa. Đấy, cháu Lực nhìn thấy có quả, quả cả bi luôn, cả bi luôn. Vậy chuối này lúc nào nếu mà quả nó chín ở trong nó toàn toàn hạt đúng không? Toàn hạt thôi. Đúng rồi. Đấy là người ta mang đi có thể là làm thuốc được đấy. Cá cửa. Cá cửa à? Vâng. Ừ. Cho nước vào đây một tí nữa. Cho nước vào đây một tí nữa. Vâng. Ừ. Con cá này là con cá này, cá cửa, cá bé tí nữa nhỉ? Vâng. Không còn gì nữa rồi. Ui. Cái gì đấy? À, con nét thôi, bé tí thôi. Con bé tí cho nó đi đi. Có không Quân ơi? Có rồi à? Chưa có rồi à? Ui dồi ôi, thả rất là trơn ạ. Ây da. Ôi, ở đây người ta còn thả luôn cả cái lưới này. À. Cái gì đấy? Cái gì đó? Chị thấy người đây có không? Chưa có nhỉ? Thả này sâu nhỉ? Có không? Không có rồi anh ạ. Không có à? Ừ. Cái quả này, cái cỏ, cỏ này ngứa lắm, cái cỏ này. À. Lấy phát này nè. Hả? Lấy phát này. Đâu, dâu gì đấy? Đây, à, dâu này hình như là dâu này người ta vẫn ăn được hay sao ấy. Nó cái xanh nè. Xem nào. Không biết là dâu này là dâu này nếu mà để hái thì vẫn ăn được đấy. Anh thấy đi ăn. À, người ta vẫn hay
này. Hai điểm trong phở. Nhìn giống như là rau cần à? Rau cải non nhá. Rau cải non á? Vâng. Rau cải thì mưa nó đá giống. Không. Nhưng mà Quân trước hay đi là đi đến đâu đi quay lại? Em xuống dưới này, cứ dưới kia mới lên. Cứ dưới kia mới lên à? Ừ. Ui, sâu, sâu lắm anh ạ. Hả? Đâu? Cái gì hái hái luôn rồi đâu cần đi, không có ở đây à? Ừ, nhưng mà tí lên lên hái sâu nhỉ? Hây à. Ôi thầy, ở đây có rêu, ở đây có rêu nhiều lắm. Chắc là chỗ này có nhiều cá. Có không, nhưng mà thấy hơi sâu á. Rồi, sau khi nó nhảy ra rồi. Không có không? Chắc không có này. Ồ, không chưa có gì đâu. Đây là mẹ gì? Đây, ờ à. Đâu đây, muốn bạc khí nó? À, muốn bạc căng nó? Đây, tôi chết đi về. Đất thải nào à? Đây đi chim nào? Chẳng làm cái chung hộp cơ. Chẳng văn đấy cậu. Ừ. Bạc căng á. Vừa rồi có một chú bảo là đến buổi tối thì mới có nhiều. Còn là buổi tối thì ôi, chỗ này trơn lắm ấy. Ủa chỗ này có vẻ như tảng đá to nhờ chỗ này ấy. Ủa chỗ này xấu. Chỗ này chắc không đi được lắm á. Dạ, cũng mới lo cắt tay. Hả? Mới lo cắt tay là lo này. Đi đường này cẩn thận quá nhá. À. Ấy. Chỗ đây an toàn. Chỗ đây an toàn chưa? An toàn rồi ạ. Đấy, Quân thì mò đi tít xuống bên kia rồi có khác. À, những cái bước chân của ông Quân đi được nói là khá là nhanh nhẹn. Đây ở đây thì thành ra là em ấy đi nhiều, thành ra là tạo cho mình một cái thói quen đấy. Đâu rồi? Ủa chim này, chim.
dưới này có cá. Cá? Được lắm. Mà chẳng biết đấy. Để em nào đi đi. Ôi chắc là nó có hang nó chui xuống rồi. Ôi ui, hang sâu lắm. Hang sâu lắm, chắc nó chui xuống rồi. Ôi vừa mà tính mặt select cho nếu còn ngon. Ui chỗ này đi cẩn thận đó Quân ơi. Đó. Chỗ này là đi không được đâu. Đi vào này đi. Đi vào này đi. Quay trơn á. Anh xuống lên kia. Xuống lên kia. Cẩn thận nha. Ui ui cẩn thận nha. Đó. Có phá đắm cái nước đây chứ. Đừng nha. Đi cẩn thận nha. Ui 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 ui. Đi cẩn thận vào. Ôi đường này còn đi khó hơn đấy. Đây có đường đi đâu. Hả? Không có đường đi đâu. Hả? Đấy, phải lại quay ngược lại cô bác ạ. Vậy chỗ này thì trên này bị sạt lở nên là bà con là cũng tận dụng lại để mà trồng cỏ luôn, không còn dám trồng một, không còn dám gieo dòng lúa nữa đây này, gieo còn có lên có một tí tí này cô bác. Ôi đây quả gì đó đấy. Hả? Nhưng mà cái quả này là quả gì? Quả này em không biết tính kinh nhưng mà vẫn ăn được. Không biết tính kinh à? Ông Quân này bảo cái quả này là vẫn ăn được này cô bác này. Nhưng mà do là không có biết tiếng ấy, quả đỏ đỏ này. Trồng xong rồi rất là đẹp. Trèo lên à Quân? Trèo cẩn thận nhá. Ui khá là nhiều này cô bác này. Chào thật nha. Đấy, đối với Quân thì là những gọi là cái phần để mà trèo cây như đi bắt cá này thì rất là quen thuộc đối với em rồi, thành ra là tạo cho em một cái kỹ năng mà gọi là cũng khá đỉnh luôn cô bác. Đi cẩn thận nha. Lấy được không? Lấy được rồi. Không lấy được à? Dạ. Thế không lấy được đi xuống đi. Cái quả này cũng ăn được á? Dạ. Quả này không biết là cái quả tây nó là gì các bác ạ. Nhưng mà theo tiếng dân tộc thì cháu Lực có thể biết. Nhưng mà bằng tiếng phổ thông thì là cháu Lực không biết là cái quả này là quả gì. Đỏ đỏ nhìn trông như kiểu là quả là quả nho ấy. Cái quần này bây giờ đang xuống luôn. Đấy, xem là được bao nhiêu con cua ấy. Em không biết ạ. Tới đây xem nào. Đó. Lấy cả cái sót đi. Cả cái sót lên đây để mình rửa luôn. Bây giờ xuống dưới này cơ. Dưới kia à? Dưới kia có nữa à? Anh tưởng là hết chỗ này rồi. Có, dưới này cũng còn. Đi theo Quân thêm một chút đó xem là có được thêm là chút nào không. Ôi ơi. Mày thì tắc tối nay chỉ đủ một bữa thôi nhờ. Cái này ấy. Đây có một cái hố này.
Ui, sâu thế mà. Nó chui vào hang hết rồi, sâu quá. Nó chui vào hang hết rồi, tại vì chỗ này là có rất là nhiều cái hang. Ôi, đi chỗ này có vẻ như có tảng đá nhìn trong qua. Rất là chiều này. Gì á? Thua nó đi rồi. Thua. Ui, cái này thì cao quá. Ôi, chỗ này bị thủng sao nhỉ? Đây này, nước không thấy chảy, nước chảy qua dưới khe đá này. Đây còn đường xuống đúng không? Anh đến rồi đi, bây giờ cũng biết rồi em. Đây này anh ạ, đi xuống có cá thì anh còn lấy luôn. Đây đây này, nước chảy từ khe đá ra này, có văng này, chỗ này. Ôi, chỗ này chắc là đêm nó cua ra nhiều lắm đấy nhở. Như dưới kia là cái hủ mới đúng không? Gì đây? To. Nhưng mà sợ nó chui vào hang thôi. Không, đây có một cái tảng đá bây giờ nếu mà nhấc lên nó đi rồi. Lấy cái sọt này, lấy cái sọt này đây ở trước mặt nó. Không đi được. Một con vừa phát hiện ra một con cá to quá. Ôi đi rồi anh. Đâu. Ôi. Cá này nó biết vị cha đấy, nhưng kiểu nó núp ở tầm dưới lá cây kìa. À. Bắt sầu rồi. Ê, bây giờ đừng nước ra sau này ạ. Từ, con nhìn những cái chỗ này xem có không nhá. À, chỗ này vẫn có. Ê. Đây này thì nước rất là sạch, rất là trong của bác ở chỗ này đấy. Nhưng mà chỉ được làm mấy cua thôi. Cái thằng nhà tí lại rơi ấy. Con này con gì đây? Nó sống nhá.
Anh em này đi đi xem suối này các bạn. Được bao nhiêu con cua à? Đĩa biếm đếm là bao nhiêu cua? Bao nhiêu cua? 1 2 3 4 5 6 con anh ạ. Thế thì nếu mà 6 con như này mang về thì không đủ bán thì để ăn như nào? Thế thì ăn được ạ. Ăn nào. Đây. Ngay đây mà đi thử. Thích thường đấy. Xem những khe này. Những khe này. Những khe này xuống đây. Cây này ăn thì có vị gì? Chua. Chua à? Vâng ạ. Quần này tóc có vẻ là khá là dài rồi nhỉ? Vâng. Hôm nay thì hôm qua thì bò để thì ai đứa để cho bò ấy? Quân à? Vâng. Quân đứa để cho bò à? Vâng. Hôm nay thì anh em đi thì có thu hoạch được một chút thôi các bác ạ, vẫn chưa có đủ để mang đi bán được. Nếu mà cua thì người ta thu mua như nào? Cua thì chắc là họ không lấy đâu anh ạ. Cua thì người ta không lấy á? Em chưa từng đi bán cua đâu. Chưa từng đi bán cua à? Thế là bây giờ anh em mình đi về thôi nhỉ? Anh em mình lại về đường nào? Có đi về đường nào không? Chùa hả nhỉ? Vâng. Cái này thì anh thấy là người ta mang để đi đánh bóng bạc ấy. Vâng. Cái này nếu mà để đem đi bán thì cũng mình bán ở tiệm bạc ấy, người ta cũng mua á. Nhưng mà phải bán ở tiệm bạc ở trên mình thôi. Vâng. Tiệm bạc ở dưới, ví dụ như thành phố hay là dưới huyện thì không ai mua đâu. Tại vì là người ta là có cái chất của nó là được trắng bạc rồi. Vâng. Bà thì chắc giờ này đón bé Hiếu thì chắc cũng chưa về đến nơi đâu nhỉ? Chắc chỉ về đến trường thôi nhỉ? Vâng. Tại cái quãng đường mà từ chỗ nhà Quân mà đi đi đón bé Hiếu của bác cũng rất là xa. Hôm qua thì có một cái sự việc mà bé Hiếu là bị đi theo bạn để về nhà ấy của bác. Thành ra là cả nhà là gọi là đứng ngồi không yên để mà đi tìm bé Hiếu luôn ấy. Quân thì mỗi lần mà có chuyện gì ấy thì là cháu Lực cũng xuống khá là nhiều. Thành ra là đều gọi cháu Lực trước tiên. Thì cháu Lực biết thì cháu Lực cũng đi xuống luôn. Đấy, và cháu Lực cũng xin cảm ơn tất cả các ông, các bà, cô chú, anh chị đã gửi những cái lời động viên cũng như là lời nhắc nhở tới cho em Quân với lại bé Hiếu. Hôm nay thì chắc là anh em cũng chỉ là ghi hình tới đây thôi các bác ạ. Và cháu Lực cũng rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Còn là cái thức phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, có lẽ là chắc là hai anh em mình sẽ phải là kết thúc cái thức phim ở đây thôi. Anh em mình sẽ đi về thôi. Đi từ kia xuống thì được mấy tiếng nhỉ? Chắc được tầm bộ 3 tiếng rồi nhỉ? À. 3 tiếng bây giờ cả đi cả về nó rơi vào tầm 6 tiếng. Thế là mỗi lần mà Quân là đi tìm những con cua, con trạch để bán là đi như này à? Ừ. Có lần thì đi lâu hơn không? Có. Có à? Ừ. Nhưng mà chỉ đi ra đến đây cho quay lại hay là còn đi xa nữa, đi sâu nữa? Cũng chỉ đến đây quay lại, nhưng mà tầm 4 giờ về thì 4 giờ về thì đến đây lấy đèn pin về mới lấy gì á. Thế là đến 4 giờ ra đến đây là 4 giờ xong là đến từ đây đi về nhà dùng đèn pin rồi à? Vâng. Thế là hôm đấy là có thành quả thu được nhiều không? Có. Có à? Có. Đấy, ở nhà thì nếu mà bé Hiếu bị sốt ấy
cảm cúm ấy, thì là cái thuốc hôm nọ mà anh đưa cho ấy, thành hộp ấy. Đấy, hôm nọ thì anh đưa cho thì cũng đã biết cách để uống đúng không? Ban ngày ban đêm thì con đã phân biệt rõ ràng đấy rồi. Đấy, Quân thì có thấy may mắn không khi mà trong thời gian qua mình được các bác giúp đỡ rất là nhiều? Em có ạ. Có à? Vậy ở đây thì khi mà lúc mà anh ghi hình lên đấy thì là các bác cũng gọi là có duyên với em thì giúp đỡ em khá là nhiều. Đấy, có lẽ là nếu mà sang năm nay mà anh em mình anh vẫn chưa đủ tiền quý để mà sửa lại nhà cho em hay là làm lại nhà mới thì có khi là chắc phải là sang năm sau thì anh em mình mới tiến hành làm được. Anh sẽ sang năm sau thì đến lúc nào mà anh cảm thấy mà làm được rồi thì là anh sẽ tiến hành và là làm. Đấy, mình sẽ không bằng ngôi nhà của anh Sử nhưng mà sẽ nhỏ hơn ngôi nhà của anh Sử. Đấy, tại vì là cái kinh phí của nhà em thì cũng khá là ít. Đấy, nếu mà không giả ngân hàng thì cũng được hơn 100 rồi. Đấy, nhưng mà giả ngân hàng của em mất đến 50 triệu rồi. Đấy, giả ngân hàng xong thì em có thấy là trong thời gian qua thấy nhẹ người không? Không phải đi, không phải là lo nghĩ rằng là sau này mình đủ 18 tuổi thì người ta sẽ ra đòi cả lóc góc lên lái. Em rất vui và em là bây giờ nếu mà mình đi kiếm được đồng nào thì họ cũng không về đòi mình. Ngay bây giờ thì chỉ có là kiếm để mà lo gạo, lo thức ăn, mua thịt, mua thà thôi nhỉ. Còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Anh em cho lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Con chào tạm biệt quý ông bà và chính chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.